Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp ân chia tổng giải thưởng là 270.000 đô la. Thì chương trình để góp này random nha bạn. Thì random cho một người chiến thắng thì bạn sẽ nhận được 100.000 đô la tiền điện tử nữa. Và hai người trúng giải sẽ nhận được 50.000 đô la tiền điện tử nữa. Và 70 người chiến thắng sẽ nhận được 1.000k tiền điện tử nữa các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần link bằng link mô tả dưới video mình mở link phong các bạn. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản trên email của mình vào các bạn. Vụ này khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi bấm vào tham gia cũng thăm trúng thưởng nữa. Này như chơi số sự kiện, tham gia sự kiện số gì các bạn. Rồi nha các bạn, nhiệm vụ đầu tiên bấm follow Twitter để nhận được 3 tip nha các bạn. 3 vé. Xin Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Sau khi tôi giải xong bạn bắt up lên. Ủa, mình đã follow rồi mà. Rồi bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi tiếp tục con sell Twitter nữa các bạn. Mình đã nhận được 2 tip. Phá văn các bạn, sau khi đó em lock lại trang. Sorry các bạn nhớ vào email cũng fit nha các bạn. Các bạn vào email, bằng mở địa chỉ email tất cả các bạn ra nè. Rồi bạn nhấp vào, rồi nó gửi về cho mình thông tin nữa các bạn verify email nữa các bạn. Rồi bạn bấm vào click here view email nữa. Bấm vào confirm nè. Ok, sau khi verify email thì mình nhận được 2 sticker nữa các bạn, 2 tấm vé nè bạn. Tiếp tục các bạn sell Twitter của nó nữa các bạn. Rồi bấm đăng test nè. Rồi các bạn lock ra trang nữa các bạn. Ok, vậy là mình được 7 vé nè các bạn. Các bạn dựa đến vé mình chia sẻ cho bè nhận thân để kiếm thêm mỗi một người bạn thì các bạn sẽ nhận được 2 tấm vé nữa các bạn. Để có cơ hội trúng giải thưởng nữa các bạn. Phan các bạn. Ok, trước tiên thì các bạn tham gia cho đi. Sau này thì phần thưởng công bố mình sẽ công bố trên kênh YouTube của mình sau cho các bạn nha các bạn. Đây thì nó có một cái app này các bạn. Thì trên hệ hai điều hành Android và iOS này các bạn. Đâu nãy nó kêu có đâu kêu mình tải app đâu. Ethereum. Ok, vậy video này cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.